Và xin chào tất cả anh em đến kênh YouTube của mình. Rất là vui khi anh em ở trong video này. Hiện tại mình đang chơi ở server BBE để đi tìm kiếm những vị tướng lỗi này, những vị tướng đặc biệt và những bài dị nhất có thể diễn ra ở trong sắp tới nhá mọi người. Anh em cảm thấy video thú vị thì hãy ủng hộ cho mình một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, bây giờ mình vào video ạ. Hiện tại giờ đã có Zin X rồi. Mình đã có Zin X. Ui, 3 Gravet mọi người ạ. Lúc nãy thì mình đã có 3 ông Zin X một lúc rồi, 3 ông Caitlyn một lúc rồi. Bây giờ mình đã chuyển sang có 3 ông Gravet luôn. Có vẻ là những con, những vị tướng này ra khá nhiều trùng bài á. Ok, để xem món đồ gì đấy, mọi người ơi. Ok, trang bị thì cảm thấy không đẹp cho lắm. Có những trang bị như này thì mình không biết nên chơi cái gì đây. Đang có một cái cuồng đao này, đang có một cái cuồng đao, cuồng đao này, một cái cung gỗ với cả một cái trượng quá khổ. Thì món duy nhất mình nghĩ tới là sẽ là cuồng đao thôi. Cuồng đao thì có thể sẽ chơi một vị tướng nào đó đặc biệt hơn. Cái le thì bị xóa bỏ rồi, cái le thì đã bị xóa khỏi game rồi, nên là món cuồng đao này sẽ không dành cho cái le mọi người nhé. Nó sẽ dành cho con nào đó cần tốc độ đánh, ví dụ như Vayne chẳng hạn. Bây giờ Vayne cũng khá là cần. Ui, lại cung gỗ đó mọi người ạ. Cung gỗ là khá nhiều ạ. Mình sẽ chỉnh cho nhạc nền của game to một chút nhé. Ui, có Blitzcrank này. Blitzcrank cộng này như thế, đồ hình như này là đẹp khá ổn rồi. Bây giờ đang có cho mình hai cung gỗ, một cái trụ quá khổ. Như này thì cứ đơn giản như này đã mọi người nhá, cứ đơn giản chơi đồ hình như này đã, đẹp đầu game thôi. Tí nữa cảm giác ra đồ gì đó, đồ thì có thể chế biến ấy thì mình sẽ chơi nhá. Còn nếu không thì thôi. Cảm giác ra thì chế biến được thì mình sẽ chơi cái chế biến như vậy. Còn bây giờ cái đầu game cứ để nó đẹp game như này đã, chưa thì thay đổi cả đâu. Bùm, uầy, kinh nhỉ, mạnh thế. Thực sự nếu mà đầu game mà mình cần thua mọi người ạ, mình đầu game thì mình thích chuỗi thua hơn, bởi vì mình có thể lấy những món đồ mình cần ấy. Với cả nó sẽ chuỗi thua sẽ kích hoạt nhanh hơn chuỗi thắng mọi người ạ. Chuỗi thắng thì mình cần phải là đến tận 2 đến 3 round ấy thì mình nó cộng 3 round thì mình cộng được 1 vàng. Còn riêng mà chuỗi thua ấy, mình 3 round mình đã cộng được 2 vàng rồi. Như vậy thì chuỗi thắng nó sẽ có lợi tức nhiều hơn, rất là nhiều so với chuỗi thua. Ok, hôm nay nhìn đội hình như này thì chắc mình có lẽ là mình sẽ win rồi. Khá là yếu, chỉ có mỗi hai con TF và con dâu là đam chính thôi. Bobby 2 sao cũng một chút gì đó có thủ rồi, nhưng mà không ổn nhá. Bobby với cả Leona 2 sao cũng gọi là có gì đó châu chó đấy. Nhưng mà đó chính là con Caitlyn của mình. Caitlyn của mình thì nó sẽ thảm cùng mấy ông này thôi.
Đấy em thấy không, kết link của mình có cái R ấy, cái R của nó rất lợi hại luôn. Không còn biết bạn trâu nào đâu, cứ làm phát là cứ tầm đấy máu là đi luôn. Sát thương rất là đẹp, sát chuẩn rất là chuẩn luôn. Ok, xin nhẹ cái BF nha. Mình đang ở vũ trụ, đó chính là bầu trời đầy sao mọi người nhá. Những vị tướng một vàng và hai vàng đều là tướng hai sao hết. Và những vị tướng này thì anh em nếu mà chơi những vị tướng như kiểu liên quan đến Z chẳng hạn, Z này, tầm đấy thì rất là dễ lên 3 sao, bởi vì sẽ có nguyên một con Z 2 sao ở trước mặt chúng mình có thể nhặt được. Anh em thấy không, cái diệt khổng lồ bây giờ nó được tăng sức mạnh rất là nhiều nha. Nó không những tăng về sát thương đòn đánh tay mà nó còn tăng về sát thương kỹ năng nữa. Khi mà địch trên 1750 máu ấy thì cái sát thương kỹ năng của mình cũng sẽ được tăng lên rất là nhiều. Ngày xưa chỉ là sát thương đòn đánh thôi, bây giờ nó sẽ được boost lên cả sát thương kỹ năng mọi người ạ. Ông này có Vayne nhưng mà có thể tôi kết link của tôi ăn rồi, kết link của tôi nó khỏe hơn ông cái Vayne này nhiều á. Yeah, pump 1250 đam luôn. Ok, nào chúng ta sẽ có gì đây tiếp theo đây. Hy vọng round người đá này tôi có những món đồ liên quan đến sát thương hơn, BF á, tôi cần BF nhiều hơn nha. Là có thể làm hai cái dịch khổng lồ, ba dịch khổng lồ chẳng hạn. Ba dịch khổng lồ thì sẽ hơi bá đấy, cũng gọi là bá đạo đấy. Ba dịch khổng lồ như vậy thì sát thương của nó sẽ là không cần kích hoạt hệ sau mà nó được kích hoạt sẵn là 25-50% sát thương chuẩn luôn. Như vậy là quá khỏe so với một cái gì đó đầu game màu nâu xấu ô xù màu đó. Ok, hy vọng giết đám người đá này ra đồ ngon này. Ô, lên cấp cho nó chắc kèo đi, tôi không muốn thua ở cái rào đâu. Rào này mà thua này hơi thốn đấy. Rồi mà thua là coi như là những thứ đồ của tôi tan biến luôn. Không biết nhiều anh em đã bị thua ở cái rau người đá như nhở. Anh em nào thua rồi thì để tôi một comment ở dưới nhá, anh em cùng chia sẻ nỗi đau nhá, cảm giác khi thua người đá. Ôi bao tay à, chín thông nữa à? Cho mỗi con chín thông phải ông ơi, game ơi, cho mỗi con chín thông phải, biết là bài chơi gì bây giờ. Đồ như này thì chưa ghép được cái gì mọi người ạ, chưa ghép được món gì là chuẩn mực đâu. Mình vẫn phải đợi thôi, đợi khi nào đợi những round đồ nữa thì mình có thể quyết định được những trang bị mình cần. Chứ bây giờ thì vẫn chưa có thể quyết định được, nó vẫn đang còn rất là mơ hồ. Với cả mình chưa xác định được con carry chính của mình mọi người không? Mình chưa xác định con carry chính ấy. Mình cần một vị tướng carry chính thì mình mới xác định có thể bui đồ cho nó được. Còn nó đang như thế này thì rất là khó.
Ok, có cốc mo này, mình sẽ chơi cốc mo mọi người nhá. Con cốc mo bây thì nó sát thương của nó là tính 100% máu đó mọi người. Ok, cho nó cái cuồng đao này. Có thể game này mình sẽ cốc mo đi, cốc mo 3 sao cộng với pháo thủ. Có thể thế, hoặc là mình sẽ để cái này đép đầu game thôi. Có thể mình sẽ để nó đép đầu game mọi người. Chưa chưa chắc là sẽ chơi nó ấy, nhưng mình cứ để nó đã. Bởi vì con cốc mo này cũng có một chút gì đó khá là thú vị. Cốc mo mùa 2 thì nó sẽ nhả nhựa, nhả skill giống như trong nhà skill y đúc như trong là kiểu map 5 năm. Còn bây giờ thì con cốc mo hiện tại của bây giờ ấy thì nó khác hoàn toàn. Nó không nhả nhựa, nó phun một cái tia tia độc chính diện vào đối phương luôn mọi người ạ, chính diện vào con tướng địch luôn. Chứ nó không nhả keo nhả nhựa như mùa 1 nữa. Khá là hay. Và khi kết hợp kỹ năng của nó cộng với cái diệt khổng lồ thì nó sẽ rất là khỏe luôn. Cộng với diệt khổng lồ khỏe lắm. Bởi vì cái skill của nó, nếu mà mình cho diệt khổng lồ ấy, thì tất cả skill, kỹ năng đòn đánh của nó ấy, nó đều liên quan đến phần trăm máu luôn, rất là tuyệt vời. Mà gặp phần trăm máu ấy là một cái mà phần trăm máu ấy thì nó là khắc chế cho đội hình, đó chính là đội hình siêu công nghệ mọi người ạ. Đối siêu công nghệ khi mà gặp cái liên quan đến cái này ấy, cái mà sát thương này ấy, thì nó rất là thốn luôn. Bởi máu nó nhiều, khi mà đặt 6 siêu công nghệ chúng ta có 850 máu. Mà cái đội hình mà cái dịch khổng lồ ấy nó lại rất là thích những người rất là máu trâu cơ. Đấy, như vậy là đội hình siêu công nghệ ấy, nó rất là thốn khi gặp đội hình pháo thủ. Rất là khó ăn pháo thủ luôn khi mà pháo thủ sử dụng dịch khổng lồ. Bây giờ thì mình có Riven cầm cái thì rồi. Nếu mà khả năng tí nữa ấy, mà ra giỏ tương mắt ấy, thì mình sẽ làm một cái gì đó liên quan đến việc bị Minh Tú nhá. Và rất là nhiều anh em ấy cũng bảo là mình sẽ làm con diễn X với bị Minh Tú đi để xem sức mạnh như thế nào. Thì ok, nếu như mà tí nữa có giỏ tương mắt ấy thì mình sẽ bắt đầu chơi diễn với bị Minh Tú mọi người xem nhá. Ok đấy, game này mình có thể xác định được con mình cần chơi rồi, đó chính là ZX nhá. Mình sẽ tìm kiếm ZX và lắp cho nó vệ binh tinh tú để xem sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Ok mọi người nhá. Ôi, ông này khỏe nhỉ, ông này siêu khỏe này anh em ạ. Đã nguyên cái dàn thủ trước đằng sau, thêm ông dích ném bom nữa thì đúng là đúng bài rồi, công thủ toàn diện rồi. Để xem có thể ăn ông này không, khả năng là không rồi. Đường của tôi thì hơi 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 non, hơi yếu. Là hơi non đấy mọi người ạ. Ôi, bị đấm đau thế nhỉ, đấm xuống thuốc 8 rồi mọi người. Căng quá. Để xem cái bài chó sói màu tím này thì nó sẽ cho mình đồ gì đây. Hy vọng là đồ ngon. Mình có một con Gen X rồi, cần thêm hai con Gen X nữa và một giọt nước mắt mọi người nhé. Mình cần một giọt nước mắt nữa để kích hoạt cái đồ trang bị của cái thìa kia, đó chính là vệ binh tú.
để cho di tích của tôi có được sát thương chuẩn mọi người ạ. Vì dành cho anh em chưa biết là tại sao tôi lắp vệ binh tú cho những con như thế nhá. Bởi vì sao? Bây giờ cái vệ binh tú ấy nó kết hợp với Zana thì sẽ được sát thương chuẩn mọi người nhá. Có nghĩa là nó không, mình giờ mình không cần phải cầm cung xanh nữa, mà mình khi mà mình kết hợp như thế mình đã sẽ có sát thương chuẩn luôn. Sát thương chuẩn là gì? Sát thương chuẩn là sát thương ấy không phụ thuộc vào giáp đòn tay hoặc là giáp kháng phép của đối phương nữa, mà sẽ đâm thẳng vào máu của đối phương luôn. Đấy là sát thương chuẩn là như vậy mọi người nhé. Ok, toàn luôn ạ. Ông nào cũng khỏe cả, ông này có con góc mo đồ là thế giới quá à. Đã bùa đỏ rồi. Lại còn thêm cái huyết kiếm, còn cả cái lưỡi kiếm tử thần nữa thì chịu luôn. Chịu thua luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta đã có cái mình cóc mo 2 sao rồi, cầm cho mình một cái giết khổng lồ và một cái cuồng đao. Và bây giờ tôi đang tìm kiếm đó chính là Zin X mọi người nhá, đang tìm kiếm Zin X ạ. Ui, ông Victor kìa. Ông Victor là một ông tướng cực kỳ lỗi mọi người ạ. Tôi cực kỳ ghét đấy luôn ạ. Thề luôn anh em luôn ấy, mát lỗi. Siêu khó chịu. Riot xóa bỏ những con tướng kia và cuối cùng cho lại những con tướng thực sự là rất là khó chịu, cực kỳ gọi là nó lỗi đến từ như cả Ugot cũng cực lỗi ấy. Nếu như mà Riot không fix lại ấy, thì thực sự nhờ anh em rất là chán cái game luôn. Nghĩ sao mà một con tướng 3 sao đồ full máu full một kéo chết ạ, giáp thiên thần cũng chết, thế thì chơi làm gì ạ, đúng không mọi người, cực kỳ khó chịu luôn. Còn Victor khỏi nói là Victor thì nó kể một cái nó rất là ảo diệu luôn. Nó Victor đang lấy phải cho mana của nó phải cực kỳ nhiều cơ chứ không phải để mana ít như vậy đâu. Nó kể nhanh quá, mà mỗi khi nó kể của nó là bốc hơi cả đồ hình luôn mọi người, rất là bực. Đây nó kể cơ. Ăn đấm veo mồm rồi ạ. Ui, căng quá. Bên sở BBE này mấy em đánh gắt lắm mọi người ạ. Ui, ngon quá nhờ, có Zana mọi người, có Zana rồi. Bây giờ tôi lấy Zana, tôi sẽ kích hoạt được cái hệ thanh mẫu mọi người nhá. Lấy luôn. Thế có không ông nào giành, ông kia mà lấy thì tôi toang luôn rồi. Bây giờ mình có hệ thanh mẫu thì khả năng mình sẽ comeback lại được, comeback lại được hơn, nhiều hơn đấy. Bây giờ có thể mình sẽ bán cái con, bán con Riven đi lấy cái vệ binh tú cho con cóc mò một nhá, để cho tăng sức mạnh đi. Cảm thấy đội mình hơi yếu rồi. Riven không có đồ. Nếu Riven có đồ thì cho Riven cầm vệ binh cũng được, coi như là có test sức mạnh mà, nhưng mà không có. Ui, Zin X này. Có luôn Zin X rồi. Có Wukong luôn, Wukong Zin X. Ok, cũng được mọi người. Khá ổn đấy. Để xem thì thay đổi không ạ. Ui, bị ăn kéo một con cốc mo rồi. Cốc mo bị kéo mọi người, toang quá. Ui, lại đấm tiếp rồi.
Không, thế là toang mất rồi anh em ơi. Ui, khá đau ạ. Anh em nào cũng khỏe, cũng trâu này thì làm sao tôi có thể đỡ nổi đây. Ui, hết máu rồi. Chưa đến ra 4.7 mà đã gần chết này rồi ạ. Sen 2 này, ok, có thể tôi sẽ đổi thời không mọi người ạ. Bán cái vật đi này, cho cái này cho cóc mo đi. Bây giờ thì hơi khó, hơi khó. Vũ công, vũ công 2 sao luôn. Ok, vũ công 2 sao luôn. Sen, ôi giời. Có thể mình slot kiếm sen 3 sao luôn mọi người ạ. Diễn x này. Ok, có diễn x luôn. Nói chung là đội hình mình hơi lủng, nó hơi thiếu, thiếu khá nhiều ấy. Nó không đủ à? Ui, nó bóng top 1 luôn ạ. Không biết lần này ông có thể giúp mình gọi là game mới không? Có thể cái vị binh tú phải để game sau chơi rồi. Ui, căng căng em ơi. Cóc mo, cóc mo. Ui, lạy chúa ơi, tôi còn lớn tuổi học sinh mà. Đi không anh em, đi không anh em. Oh my god, what the hell. Trời ơi, thắng một cách gọi là cực kỳ sát nút luôn anh em ạ. Thắng một pha sát nút siêu kinh khủng luôn. Ok, còn diện tích 2 sao này, chết lin này. Ok, vậy là tôi đã có kết diện tích 2 sao cầm với binh tú mọi người nhá. Bây giờ tôi sẽ cho nó cuồng đao đi. Cho nó cuồng đao nhá. Nếu mà có thể tôi sẽ kẹp cho nó 8-0 vào. Như vậy thì sẽ tối đa hóa sức mạnh của nó hơn. Ui, Riven này, có được luôn, được của nó luôn mọi người. Có Riven luôn rồi. À, anh em thấy không? Giờ diện tích bắn ấy là nó có sát thương màu trắng luôn kìa. Nó là sát thương ấy rồi, sát thương chuẩn rồi. Nhưng mà có vẻ hơi yếu, chưa đủ đồ. À, hai thanh bếp à? Nếu có hai thanh bếp này thì tôi sẽ cho con diện tích này là một cái lưỡi kiếm tử thần mọi người nhá. Một cái lưỡi kiếm tử thần để cái sát thương nó to nhất có thể nhá. Mình cần sát thương nó lớn. Chứ giờ là sát thương chuẩn rồi, mình chỉ cần sát thương nó đam nó to thôi, đập tay nó to thôi là đủ. Ok, cho cái cấn tử thần đi. Còn cái dịch khổng lồ này thì mình sẽ cho con Ezreal nhá. Giờ Ezreal chưa lên chưa lên 2 sao thì mình sẽ cho tạm một con Temo mọi người ạ. Ok, bây giờ anh em phải test thử nhá, sức mạnh của Zinx mọi người ơi. Ui, bắn kìa. Bắn khá lực anh em ạ, bắn phát nào đi vào lòng người phát đấy anh em ơi. Bắn phát nào đi vào lòng người phát đấy ạ. Power, 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 power. Ôi, đi luôn rồi, đi luôn rồi. Chết tươi luôn. Hấp dẫn quá nhở. Có thể tôi sẽ làm tất cả những vị tướng nổi bật ở trong cái đấu trường chân lý MOBA này cộng với binh hết cho anh em xem nhá. Những con gì nổi bật, anh em muốn con gì cộng với binh, anh em cứ để dưới comment cho tôi nhá. Tôi sẽ làm cho anh em xem những vị tướng đó, vệ binh tinh tú, để em thấy sức mạnh của nó nhá. Ok, bây giờ thì chỉ đón kiếm sen 3 sao thôi. Kiếm nhẹ ông sen 3 sao phát để có thể chống chịu nào. Biết đi đâu để tìm sen bây giờ anh em. Biết đi đâu để tìm sen, biết đi đâu để tìm thấy sen. Đi đâu anh em nhỉ? Ui, ông này hình như AFK, ông này out anh em ạ. Tôi có một game trận free win luôn anh em ạ. Không cần phải đánh win luôn. Ok, để check xem tôi sẽ gặp được vị trí nào đây. Để xem nó có gây nguy hiểm cho con Zinx của tôi không mọi người nhá. Sen 3 rồi, bây giờ thì cần đồ thủ cho Sen nữa. Có team băng thì ngon em ạ, bây giờ có team băng tuyệt vời luôn ấy. Ui, ông này thì cũng là thời không đây. Anh em thấy cái Zinx không ạ? Zinx bắn phát nào đi vào lòng người phát đấy luôn.
kích hoạt nội tại. Ba la bập bập bẹo, uội bầm 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 bầm, đi luôn. Top 1 của chúng tôi à? Top 1 cũng chết thôi. Ok, bây giờ thì ông này thì đã đỡ cầm 2 cái bảo thạch luôn này. Ok, có luôn cái này, tôi lấy món đồ này cho Sen nhé. Sen 3 sao thì lấy cái đồ này cho nó thủ cho hơn. Cho nó cộng thêm ui. Ông này đã đỡ 3 cốc. 3 cốc cái này cốc gì anh em ạ? Tôi quên mất tên của nó rồi. Bây giờ nó đổi tên rồi, tôi không nhớ đấy. Cầm cả 3 cốc luôn ạ. Có phải đặc biệt nhờ để xem có sức mạnh không? Nếu mà cảm thấy kho đồ cầm đến khỏe thì tôi sao nó làm anh em xem video như vậy nhá. Ôi, bị đu ngủ cái anh em, bị ăn quà ngủ của mồm luôn ạ. Liệu có bắn nổi không? Có bắn nổi không đây? Vẫn được anh em, vẫn win. Hợp lý luôn. Đi luôn. Tình hình khá căng. Con Temo này có vẻ hơi thừa nhưng mà không biết bên bán con gì để cho thay một Temo mọi người ạ. Nhưng vẫn để thôi. Nó còn vẫn để thôi mọi người. Không biết thay đổi được cái gì đây. Ok, để mình sẽ thử tranh đấu với ông này xem nào. Ai sẽ là người khỏe nhất? Ôi. À đen vậy. À không mà mình để đấy là cái con găng lăng, cái con robot nó sấy anh em ạ, nó sấy một cái kìa. Trời ơi, lủng hết. Ui, đi không ạ? Đi không? Ui, hên thế à? Còn 3 máu ạ. Gã khá căng em ạ. Chắc có lẽ đến lúc tôi phải thay đổi nhân sự rồi. Thay đổi nhân sự một chút nha. Nhân sự bây giờ hơi kệ yếu kém rồi. Phải thay đổi nhân sự một chút thôi. Không là chết dở luôn ạ. Ok, cho thằng Ezreal này một đôi đi. Hủy diệt đối thủ nào. Bây giờ nếu mà lên giật Zilic 3 sao thì mọi chuyện sẽ khác là nhiều. Nhưng mà để lên Zilic 3 sao là hơi căng. Hơi khó mọi người. Hơi khó để Zilic 3 sao. Ok này, có 6 rồi không luôn rồi. Được Ron kiếm nhá, kiếm Zilic nhá. Có không ạ? Không thấy gì luôn ạ. Ô Thread này. Nếu như mà tôi có thể úp chết 9 ấy, thì mọi chuyện sẽ rất là dễ dàng hơn. Tôi sẽ có 8 từ 0 cộng dưới x thì nó sẽ khỏe rất là nhiều. Nhưng mà khó quá à. Anh em, ông nào cũng khỏe, để chuyển vị trí một chút nha. Đỡ bị counter, đỡ bị bắt. Ok, ông này, game này thì mình khả năng có thể win đây. Dưới tích bắn khá lực anh em ạ, bắn rất lực. Bùm. Ok. Tiêu diệt đối thủ rất là nhanh gọn luôn. Ezreal này bây giờ đang cầm những món đồ như này. Mình nên thay đổi một chút nhá. Đây, ông Victor này, quan trọng Victor anh em ạ. Cái nhất là Victor này, nó kẻ đồ hình của mình mỏng lắm. Nó kẻ phát là đi luôn đấy. Ủa, gặp luôn Victor này anh em ơi, gặp luôn Victor này. Ui, bị ngủ nữa chứ. Anh ấy có ngủ kìa.
Ui hên hên anh em ạ. Đi luôn này Victor chúng tôi này. Hên quá. Con Victor nó mà kẻ trúng đường con ZX thì đi luôn rồi. Chết luôn đấy. Hên nó kẻ lệch. Nó kẻ chuẩn một tí là xong là coi như hết game rồi đấy. Pèo. Nổi loạn với chúng tôi này. Đi luôn ông ơi. Tính tiền trong này luôn này. Pèo. Đi luôn. Xem món đồ gì đây. Mình sẽ lấy bộ đỏ nhá. Bộ đỏ luôn. Lấy bộ đỏ cho con pháo thủ đi. Cho Ezreal. Mình đang thiếu đó chính là cái giảm hồi máu. Bây giờ lấy hồi thuật lấy cái bộ đỏ đi. Tăng khả năng giảm hồi máu cho đối phương. Ok, không có gì cả anh em ạ. Con dĩnh cái này hơi khó ra nhá. Ron mãi mà không lấy dĩnh tích đâu cả. Hơi khó. Nhận định con dĩnh hơi khó ra đấy. Ok, trận chiến cuối cùng rồi. Để xem nào, ai sẽ người là phân bua cao thấp đây. Ui, Ezreal R giấu nữa nhở. Ông R chúng con ui. À, Victor kìa. Ok anh em ạ. Có vẻ game này đến đây kết thúc đến đây rồi. Anh em xem cảm thấy video thú vị thì ủng hộ cho mình một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chào mọi người và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Đi luôn.